Ba biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của tin mới. Các bạn thân mến, với mục tiêu hiện đại hóa quân đội, gia tăng sức mạnh quân sự, không quân cũng là một trong những lực lượng mũi nhọn được xác định đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là những bản hợp đồng đặt mua các loại máy bay tiêm kích đa năng cùng nhiều máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến gần đây. Cụ thể, sau khi hoàn thành định hướng chiến lược xây dựng 3 trung đoàn không quân tiêm kích đa năng Su-30 MK2 với 36 nước, lực lượng không quân Việt Nam đã tiếp tục đặt mua 12 máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 của Nga và mới đây nhất là hợp đồng nhập khẩu 12 hay chiếc máy bay L-39NG thế hệ mới từ Cộng hòa Séc, dự kiến giao hàng trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2024. Vậy chiếc máy bay này có nhiệm vụ vai trò như thế nào trong quá trình hiện đại hóa của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về lý do tại sao Việt Nam lại có quyết định mua máy bay L-39NG này nhé. Các bạn thân mến, L-39 Albatros là dòng máy bay huấn luyện phiên bản trước của L-39NG được sản xuất dưới thời tiệp khắc trong thời kỳ chiến tranh lạnh, sau này tách ra thành Séc và Slovakia. Máy bay này đã từng được xuất khẩu sang nhiều nước trong những thập niên 1970 và 1980. Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là loại máy bay huấn luyện phản lực cao cấp nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam. Không thể phủ nhận L-39 đã góp phần không nhỏ giúp Việt Nam duy trì vị thế là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á tự đào tạo phi công chiến đấu phản lực. Tất cả các phi công chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam từ Su-22, Su-27 cho tới Su-30 MK2 đều phải trải qua quá trình huấn luyện bay trên L-39. Dòng máy bay này được đánh giá cao bởi độ tin cậy, dễ bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hoàn hảo. Chi phí trên mỗi giờ bay thấp, phù hợp với nhiều yếu tố từ trình độ phi công, thợ kỹ thuật đến điều kiện kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, do đã phục vụ được trên 30 năm đến nay đã gần hết niên hạn. Với phiên bản gốc này, việc đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 4 cộng đã là rất khó. Đào tạo phi công lái máy bay thế hệ 5 thì chắc chắn là điều không thể xảy ra. Vì vậy, nhu cầu về một loại máy bay huấn luyện thế hệ mới là cấp thiết. Việc thay thế L-39 Albatros trên là điều tất yếu. L-39NG là máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ được phát triển bởi hãng Aero Vodochody. Được biết, nó không chỉ có toàn bộ các tính năng kỹ chiến thuật tuyệt vời của thế hệ trước L-39 mà nó còn đạt chuẩn NATO như Tập đoàn Quốc phòng Omnipotent đã giới thiệu. Cụ thể, máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ L-39NG này đã nhận được các chứng nhận về tiêu chuẩn quân sự siêu quốc gia của Cục Hàng không Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, một trong những thành viên của NATO. Aero đã giới thiệu về máy bay L-39NG lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2018, sau đó là chuyến bay thử nghiệm hoàn thành vào đầu năm 2020. Huấn luyện cơ L-39NG được trang bị động cơ Williams International FJ-44-4M của Mỹ nên được đánh giá là mạnh hơn, khung máy bay nhẹ hơn và hệ thống lái cũng hiện đại hơn so với phiên bản của L-39. Máy bay huấn luyện L-39NG được triển khai sản xuất qua hai giai đoạn. Thứ nhất là nâng cấp phần khung máy bay L-39 cùng với hệ thống điện tử hàng không và động cơ mới, hoàn thiện vào năm 2018. Thứ hai là giai đoạn hoàn chỉnh với một số cải tiến đáng chú ý. Thay vì sử dụng bính nhiên liệu ở trong cánh, thì giờ đây chúng ta được treo bên ngoài bản thân là một máy bay huấn luyện phi công lái chiến đấu cơ phản lực. Thế nhưng khi cần thiết thì L-39NG có thể biến thành loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ khi được trang bị thêm 5 chốt cứng, trong khi L-39 chỉ có 2, có thể treo các loại vũ khí như bom, tên lửa hoặc rocket. L-39NG có kiểu dáng 2 buồng lái ở phía trước và sau dành cho giáo viên và học sinh, với chiều dài là 12,03m, sải cánh 9,56m.
tải trọng là 1.200 kg, trọng lượng rỗng là 3.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 5.800 kg, khả năng chứa nhiên liệu lên đến 570 kg trên 2 thùng treo phía bên dưới cánh, 775 km/h là tốc độ tối đa của L-39NG với bán kính hoạt động là 1.400 km. Trong đó, cự ly bay chuyển sân là 2.590 km. Khi sử dụng nhiên liệu bên trong, nó có thể hoạt động liên tục trên không trong 4 giờ 30 phút, ở độ cao 6.000 m, trần bay tối đa lên tới 11.500 m, cùng với tốc độ leo là 23 m/s. Về trang bị vũ khí, L-39NG có thể mang đến 1.200 kg vũ khí treo trên 5 chốt cứng dưới cánh chính vào thân máy bay. Vũ khí phòng thủ tầm ngắn bao gồm súng pháo phòng không 12,7mm hoặc 20mm, tên lửa đối không tầm ngắn và dẫn đường bằng tia hồng ngoại. Về vũ khí tấn công mặt đất, L-39NG mang nhiều loại vũ khí từ bom rơi tự do MK-82, bom dẫn đường bằng laser GBU, rocket không điều khiển FFAR-70mm, rocket có điều khiển bằng laser 70mm. Bên cạnh đó, L-39NG còn mang theo hai thiết bị gây nhiễu điện tử gắn ở hai đầu cánh. Hôm 15 tháng 8 năm 2021, Tập đoàn Xuất khẩu Quốc phòng Omniphone của Séc đã chính thức công bố về bản hợp đồng bán máy bay L-39NG cho Việt Nam. Những chiếc máy bay L-39NG sẽ được bàn giao từ năm 2023 đến năm 2024 với giá dự kiến khoảng 10 triệu đô trên một chiếc. Hợp đồng bao gồm 12 chiếc L-39NG cùng với chi phí đào tạo giáo viên, phi công và kỹ thuật viên mặt đất. Bên cạnh đó còn cung cấp các loại phụ tùng trong suốt vòng đời, cũng như các thiết bị phục vụ cho huấn luyện mô phỏng trên mặt đất, hỗ trợ hậu cần hoặc các hệ thống bay chuyên dụng. Không chỉ có hợp đồng L-39NG, báo cáo tài chính cuối tháng 8 năm 2021 đưa tin Việt Nam đã ký thêm một bản hợp đồng mua ít nhất 12 chiếc máy bay huấn luyện phi công chiến đấu Yak-130 của Cộng hòa Liên bang Nga. Như vậy là trong hàng ngũ của lực lượng không quân Việt Nam sắp tới sẽ có thêm 2 loại máy bay, bay huấn luyện phản lực gồm có L-39NG, loại máy bay một động cơ mới được nâng cấp và Yak-130, loại máy bay hai động cơ hoàn toàn mới. Các bạn thân mến, sau khi nghe thông tin về những thông số kỹ thuật của dòng máy bay này, các bạn có suy nghĩ như thế nào về bản hợp đồng mua sắm của Bộ Quốc phòng Việt Nam? Đó là một tín hiệu tốt chứ ạ? Comment chia sẻ quan điểm của mình ngay dưới video này nhé! Chúng ta có thể khẳng định bản hợp đồng mua L-39NG là một bước đi vô cùng đúng đắn và hợp lý. Lý do đầu tiên, dự án L-39NG đã tập trung đổi mới, hiện đại hóa bằng cách kết hợp giữa động cơ hiện đại, các công nghệ hàng không tiên tiến, đồng thời kế thừa toàn bộ những tính năng hoàn hảo nhất của dòng L-39 cũ. Thứ hai, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Cụ thể, nó có thể tận dụng được phương tiện máy móc và cả quy trình vận hành của L-39, thời gian hoán cải cực kỳ nhanh chóng, do nó trực tiếp thay thế và phát triển trên chính L-39. Thứ ba là tiềm năng nâng cấp, phát triển không giới hạn nhờ thiết bị điện tử có cấu trúc mở, sẵn sàng cho những phát triển tiếp theo, dễ dàng thêm bớt các tính năng rất đa dạng, phụ thuộc vào yêu cầu của mỗi khách hàng. L-39NG hoàn toàn phù hợp để huấn luyện bay cơ bản cho các phi công chiến đấu phản lực trước khi họ chuyển sang loại máy bay thế hệ thứ 4 cộng hoặc 5 của phương Tây và Nga. Lý do tiếp theo, Aero Vodochody luôn sẵn sàng sản xuất các lô nhỏ miễn sao có thể phù hợp nhất với nhu cầu cũng như là ngân sách của khách hàng. Đây là một yêu cầu rất đặc thù khi điều kiện kinh tế của Việt Nam còn khá eo hẹp. Và cuối cùng, lý do thứ năm, danh tiếng hàng đầu của Aero Vodochody không chỉ vì họ tạo ra được một trong những máy bay huấn luyện phản lực tốt nhất thế giới, mà còn bởi họ cũng rất có uy tín trong việc đảm bảo phụ tùng cũng như sửa chữa máy bay nếu không may phát sinh hỏng hóc. Về cơ bản, quan hệ hợp tác giữa hai bên đang tiến triển tốt đẹp. Đội ngũ kỹ thuật viên mặt đất, giáo viên bay, phi công Việt Nam đều đã quen thuộc với dòng máy bay L-39. Thế nên, việc mua theo L-39NG sẽ hết sức thuận tiện, tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công sức đào tạo và chuyển loại. Những lý do này đã đủ để thuyết phục các bạn thấy rằng đây là một bản hợp đồng đúng đắn chưa ạ? Nếu như chưa thực sự thuyết phục được các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo nhé! Nhiều ý kiến thắc mắc rằng tại sao L-39NG và Yak-130 lại cùng hoạt động chung trong một đội hình và liệu chúng có là đối thủ của nhau hay không?
thì câu trả lời là không, bởi lẽ L-39NG và YAC-130 không phải là mẫu máy bay có khả năng tương đồng nhau, cũng không thể coi chúng là đối thủ khi mà cả hai hoàn toàn có thể đứng chung trong một đội hình. Các chuyên gia đánh giá rằng sẽ vô cùng mạo hiểm nếu được các học viên phi công từ máy bay động cơ Piston YAC-52 chuyển ngay sang sử dụng máy bay phản lực YAC-130 hai động cơ. Vì thế, cần một cây cầu nối giữa hai loại phương tiện và L-39NG hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối như vậy. L-39NG sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ, được đánh giá là phương tiện lý tưởng nhất để các phi công trẻ có thể làm quen dần với kỹ năng điều khiển máy bay phản lực. Còn với YAC-130 sẽ dùng để đào tạo phi công lái các máy bay chiến đấu đa năng hay động cơ hạng nặng, là bước chuẩn bị cho các hợp đồng mua chiến đấu cơ thế hệ 4, 4 cộng hoặc thậm chí là thế hệ 5. Trong tương lai không xa, chẳng hạn như Su-35 hay Su-30, tương lai có thể là tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các bạn thân mến, một thông tin nữa cũng rất là đáng tự hào đây ạ. Trong khu vực Đông Nam Á hiện nay, Việt Nam chúng ta là quốc gia duy nhất có thể tự đào tạo được phi công quân sự mà không cần gửi đi nước ngoài. Quy trình để đào tạo một chiến sĩ phi công quân sự tại Việt Nam sẽ gồm 3 bước: sơ cấp, thứ cấp và huấn luyện lái trên máy bay chiến đấu thật. Sau khi có đầy đủ kiến thức về mặt lý thuyết, học viên sẽ được đào tạo trên máy bay huấn luyện sơ cấp là máy bay cánh quạt một động cơ YAC-52. Tiếp đó, khi đủ điều kiện tự điều khiển YAC-52 mà không cần có giáo viên dạy bay kèm, hay còn gọi cách khác là đủ điều kiện để thả đơn, thì học viên sẽ được chuyển lên máy bay phản lực L-39. Thời điểm có thể bay thuần thục trên chiếc L-39 này, học viên sẽ chính thức hoàn thành việc đào tạo, tốt nghiệp ra trường và được điều chuyển với các đơn vị chiến đấu. Lúc này các phi công trẻ mới có thể có cơ hội để tiếp cận với các loại chiến đấu cơ có tốc độ siêu âm như Su-22, Su-27 hay là Su-30. Theo thời gian thì phi công sẽ dần được phong cấp theo số lượng giờ bay tích lũy. Mặc dù được sử dụng chủ yếu để huấn luyện, thế nhưng L-39NG vẫn được xếp vào loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, sánh ngang với Su-30 và Su-27. Đây là hai loại tiêm kích chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. Các bạn thân mến, với tất cả những dẫn chứng mà chúng mình đưa ra bên trên, có lẽ các bạn cũng đã có những nhận định của riêng mình rồi phải không ạ? Suy nghĩ của các bạn như thế nào về thông tin trên, một bản hợp đồng đầy giá trị phải không nào? Nếu có bất kỳ ý kiến nào, đừng ngần ngại comment ngay bên dưới video để chia sẻ chúng mình biết trước nhé. Chúng mình luôn luôn mong muốn nhận được những điều đóng góp từ quý vị và các bạn. Đồng thời cũng đừng quên ấn nút like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh tin mới nhé. Nhờ sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động viên to lớn cho sự phát triển của kênh đấy ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!